Bác cũng y như mấy cậu à. Dạ. Rồi đang đi ruộng đi lò cái bữa lên vậy á. Mà một đêm một thôi là Có tóc nó dài ra. một đêm gụ nó lên về thẳng vậy nè. Tôi có tấm Con này đến nè. đây con thay mặt cho chị Giáng Thu á, Dạ. ở Mỹ á, Dạ thì dạ dạ. gửi cho bà Năm 2 triệu ha, Dạ mô Phật để cho ạ. bà Năm sinh hoạt hàng ngày. Dạ có đôi đây tôi cũng tạ ơn công đức cái cô đó. Dạ, chị Giáng Rồi. Thu thì mãn phần rồi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Dòng Trơm thuộc tỉnh Bến Tre. Theo chuỗi hành trình tại tỉnh Bến Tre này, hôm nay Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một bà cụ tu cũng khá là lâu năm, và đặc biệt thì đôi bà cụ có một cái mái tóc đanh cũng khá là dài. Và để tìm hiểu thực hư về cái câu chuyện mái tóc đanh của bà và căn duyên như thế nào, thì mời cô bác quý anh chị cùng vào đây để thăm bà Năm Diễn, một bà cụ tu rất là lâu năm và có mái tóc đanh, như là có thể trợ duyên cho bà nha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Là cái ngôi nhà của bà cụ đang có một cái mái tóc đanh khá là dài và kỳ lạ, đặc biệt cũng một cái câu chuyện khá là tâm linh. Khi mà trước khi mà quay á, thì bà Năm phải thắp hương xin với lại ơn trên mới được quay phim. Dạ. Nếu không cho mình còn không đi được làm gì được thì Dạ. mình cũng không có à. Thì khi tụi con xin phép quay á, thì bà Năm cũng phải xin phép ơn trên. Đâu, xin đi, xin đi. Dạ. Thì con với nhà, nhà bà Năm thì cũng xin ông bà ơn trên cho phép ra bằng cái máu cũng chỉ phật được ghi cái cuốn băng này để cô bác anh chị gần xa xem được cái hình ảnh của bà Năm. Tại vì để được cái tóc đanh này thì không phải ai cũng được hết à. Và bà Năm là một người hiếm hoi cho nên là muốn chia sẻ cái đoạn clip này cho cô bác các chị được hiểu hơn. Để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng được cái mái tóc của bà Năm. Bên... Cắm ở trên là 3 năm gì cũng được. Phải không con? Không được hả? Cắm đi. Sẽ với mọi người á là không hiểu tại sao ngay tại cái xã Bình Thành này có rất là nhiều bà lão tóc dài từ 6 cho đến 7 mét. Và hôm nay thì mình ghé thăm một trong một số người lớn tuổi tóc dài mà bà con ở đây gọi là những người phụ nữ có tóc đanh á. Và nãy giờ thì tụi mình cũng phải muốn ghi hình thì cũng phải xin phép mấy cậu rồi. Dạ. Đây là bà Năm nè, bà Năm là có bố cháu ngoại đó. Dạ. Bà Năm ngồi xuống đây đây cho bác đi xem đi. Mà. Dạ. Trong lúc bà Năm tháo tóc ra thì mình xin thỉnh cái bức hình này. Này sờ thỉnh cho thỉnh bà coi xuống. Dạ. Vô coi thỉnh bà coi xuống. Chia sẻ với mọi người là ở cái xã này thì có 4 người phụ nữ tóc dài như thế này. Thì duy nhất thì có bà Tư này thì vừa mới mất. Bà này thì có 4 mét rưỡi, nhưng mà có hai câu chuyện linh thiêng nha mọi người. Thứ nhất là bà đã từng thiếp đi, tức là đã từng chết, gọi là chết mất cái trí giác á, suốt 7 ngày. Thời điểm đó khi mà bà chết á, thì cả con cháu ở cái làng này kéo nhau đến có thử là đúng 7 ngày bà sống lại không. Và bà Tư bất ngờ sống lại. Và sau đó thì bà dự báo là đúng cái ngày giờ đó tròn 100 năm, trăm tuổi của bà. 100 tuổi á. Là bà chết. Thì gần đây thôi à. Đây là một những người bạn thân với bà Năm. Bà chết thì ở trên cắt tóc cho bà. Ở trên á. Ở trên mũi gì, ở trên mấy ông, ở trên cắt tóc. Cắt thiệt là đẹp. Cắt là tự rụng đó luôn hả bà? Không, cắt vừa cắt xuống kia là tóc này là để nằm qua bên. Khi tận bà là phải để bà kêu để tóc kế bên bà. Nhưng mà bà với lại bà trên kia là bà Tư ha. Dạ. Dạ là có trong mình có tu tập theo cái cách chung với nhau hay không? Dạ, mà bà thờ chung. Bà ấy ở đây à? Chung. Dạ. Bà thương tôi lắm. Bà tôi không phải nói chứ. Bánh mì mà 3-4 ngày mà nó mất meo cũng giận ha. À, hai dì cháu ăn chấm muối ớt. Dạ. Cho nên là mình đem về đây mình thờ Phượng á, bàn thờ nhà mình luôn. Dạ. Có nói rồi ha, bà già và mợ đem tôi về bển thờ chung với thầy, ngồi chung với thầy. Dạ. Nhờ bà dặn sao mình làm y vậy. Dạ. Chứ không làm bà rầy. Dạ. Thấy khi nãy thì bà có quấn một cái miếng vải như vậy. Đây. Và bây giờ khi mà bà tháo ra thì có dây nhỏ rất là nhiều như vậy nè. Bà phải tháo ra nhiều dây lắm. 5-6 sợi. 5-6 sợi lận hen. Dạ là cậu đó. Bà Năm thì năm nay là bao nhiêu tuổi hơn? 83. 83 tuổi. Dạ. 83 giấy họ làm có còn nhỏ xíu à.
còn có gì đó không biết, bà mấy chẳng biết hay gì đó. Con có đụng vào được không ta hay là bà chỉ có bà thôi? Ai rồi cũng được hết. Dạ. Con thấy chưa, bề trái nè. Wow. Ờ, biết bề trái bề mặt luôn hả bà Năm? Biết chứ, con mình biết mà. Ừ. Trời. Đó, này bề trái nè, cậu thấy không? Đó. Dạ, con chạm thử vào đây nha. Rồi, rồi đây. Ừ, rất là cứng nha. Ừ, ai làm được đâu. Ừ. Nặng, cũng nặng ghê luôn mà bà. Dạ. Đâu nhìn cho anh sờ thử. Thấy không? Ừ. Rồi về mình giỏi, mừng đâu được đó. Dạ. Dạ. Gia đình được dặn sự bình yên như vậy hết, tại gia đình hết. À, như là cái này là cái mà ơn trên cho bà, cho nên khi tụi con chạm vào cho, thì bà cũng cầu nguyện cho tụi con. Dạ. Là làm đó, được mọi sự là, để thuận lợi. Đây là mì, này, mì mặt nè. Đây mì mặt đó. Bà cầm quay cho con thử đấy, giống con rắn hồ mang nè. Dạ. Có hồi giờ người ta nói là tóc của bà rất là hên, thì đó như là cái ai cắt trộm không bà nè? Đâu ai dám. Cắt là đây chết luôn, không chết mà nằm chỗ hoài luôn. Mà bà xoay ra cho một cô bác anh chị xem được là cái... đó, rồi, xoay hướng này nè, cho mọi người xem thử cái đầu tóc nó giống con rắn hổ mang như thế nào. Oh. Nhìn giống ha. Đây bà... là mắt mũi đâu có. Bà chỉ cho mọi người xem mắt mũi cái đầu tóc của bà. Đây nè, mắt mũi nè, thấy chưa, rồi miệng nè. Thấy không? Đó, mắt mũi nè, cái sái nè, rồi thấy không? Đâu bà? Nè, có cái sái nè, đó. Ở một phần trước là đầu hả bà? Ừ, cái đầu. Dạ. Bởi cột á là cột cho ông lên trên. Chứ đâu cho nằm dưới được. Nhưng mà tóc của bà như thế này thì có gội hay là... Làm sao gội con? À. Đi mà lỡ mà mắc mưa thì phải ở mà nắng ra trên phải sấy cho mình nè. À. Trên á, mười phương chư Phật sấy cho mình. Chứ mình đâu có làm được á, bề trái nè, đã thấy rằng... Thấy cậu thấy không đó, bài sáng nè. Có nghĩa là cái lương, cái bụng. Dạ. Không có sức cái gì vậy rồi mà lắng bóng ra thấy không? Giống như sức dầu dừa vậy á. Đâu có miếng nào đâu. Không có miếng nào dạ, mà, thấy không? Không có dám đá đậm lên trên cái này. Đâu có sức dầu sức gì đâu. Bà phát hiện cái mái tóc của mình là đanh từ năm bao nhiêu tuổi hả bà Năm? Quên rồi, nay là ba mươi mấy năm rồi đó hả? Ba mươi mấy năm rồi. Ừ, ba mấy năm. Bà Năm từ đó giờ là chỉ ăn chay trường thôi hay sao? Ăn chay trường không? Dạ. Hôm cái tháng mà bệnh lúc trước ha, tôi ăn đúng mấy tháng toàn là rau muống không với nước tương không à. Không có cái đường toàn ngủ mà. À, thằng kia nó nói gì nè, con làm con nuôi của Năm, giờ con cũng giống Năm ăn rau muống không à. Nó mình thấm bố á. Nếu như ước chừng cái búi tóc của bà Năm á, dạ. Như thế này thì con theo con nha, con nhìn con phỏng đoán khoảng 3 mét á. Ừ, 3 mét lên 3 mét à. Và ước chừng nặng khoảng 2 kg. Là biết đâu mấy cậu sạch thử tôi đâu biết. Ờ, nhân em cầm thử nha. Đâu có dám rờ, đâu có dám đo, đâu dám rờ. Đo thì nó bị bệnh hả? Bị không nên, người ta không cho. Ừ. Giờ mình nói gì cũng không được hết. Em nghĩ chắc cũng phải... hơn 2 kg. Hơn à, cái này khoảng 3 kg á. 3 kg, 3 kg hơn. Thấy không? Dạ. Cậu thấy chưa? Tại vì cầm mình không có cầm được hết, mình chỉ cầm được một khúc vậy thôi là đã thấy nặng rồi. Bởi vậy là nặng rồi, thấy chưa? Cậu thấy không? Dạ. Nhưng mà chính xác thì mái tóc này là bao nhiêu năm rồi bà? Ba mấy năm rồi. Ba mươi mấy năm. Lúc đó là bà chủ ý là bà sẽ để tóc như vậy hay là tự ơn trên xoay chuyển cho bà? Đâu có, ở trời mà tóc cũng y như mấy cậu nha. Dạ. Rồi đang đi rồi bọn đi lò cái bữa đêm đó là nhớ ngày tháng 8, nhớ ngày tháng 8, ở rằm tháng 8 là 12 giờ đêm tất này lên. 12 giờ đêm hả bà? Dạ. Cũng như mấy cô đi chùa, mấy cô thấy nằm bà ăn tương cực khổ quá, hồi giờ mừng bánh trước cúng Phật sau rồi đem cho bà vài cái bà ăn để thảo. Đem về đây ăn có hai cái bánh mà rồi tắp về tối khuya tắp lên vậy á. Một đêm một thôi là tóc nó dài đêm, ra. Một đêm gụ hết lên vậy thẳng vậy nè. Tôi có tấm hình thẳng lên rồi nữa. Dạ. Tự dựng đứng lên. Rồi dựng đứng hết trơn tán tắp. Rồi tôi đi ruộng con chàng ơi chết rồi. Vậy làm sao tôi đi ruộng đi họ chọi anh đầu không à. Họ thấy vậy cái họ gẹo họ chọi anh đầu không à. Dạ. Cũng vẫn làm thinh. Theo mình chửi đi đâu có được cái gì.
Nhưng mà lúc đó thì trong một đêm tóc dài lên khoảng bao nhiêu? Cuốn lên dày thẳng vậy. Thẳng đứng lên như vậy? Dạ, đứng ra. Tôi có hình tóc đứng lên vậy nè. Rồi lúc đó là những người mà bà đi ruộng người ta thấy, người ta chọc bà, người ta chọi đá nữa hả? Sao người ta chọi bà? Họ chơi vậy, đặng cho mình chửi, mình không chửi. Dạ. Nói chọi bà vậy sao bà không chửi không gì cho anh. Vậy giống như là thử thách ơn trên thử thách bà hay sao vậy đó ha? Nó chọi quá, chừng con nó về mình mãi tươi như con bò, con trâu bị ai giật. Rồi là bà không có biết ai chọi luôn ha? Biết sao không, mọi người nói làm chi. Dạ. Mấy nhỏ đó nó chọi đó. Cũng như bữa đi xuống bác sĩ, giờ bác sĩ nói giờ mà cô nó thúi ha, thì giờ tôi mở mấy tóc ra cho cô coi. Thôi tôi sợ dữ lắm, Cái ông chồng rầy, ông chồng nói tóc tầm hồ thúi. Ông nói vậy. Cho tụi con có thể ngửi cái mái tóc bà được không anh? Đây là có hôi đâu. Đâu có bà mùi gì đó. Thật ra thì cái việc mà tóc của mình mà không có gội xong á thì nó có một cái cảm giác. Còn này đâu có gội quắm gì đâu. Dạ. Mười mấy năm rồi không có đá đồng nước rồi đó. Thật ra thì tóc của bà thì nó không có hôi thối hay là gì. Rất là bình thường luôn. Cũng như cái mùi tóc của bao nhiêu người khác. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình cầm lên như nè, cái cảm giác những cái tóc này nè, nó xốp xốp á, nó như là có một cái sự sắp đặt sẵn á. Con gửi cho bà ha. Thấy không? Có mấy cậu là cảm nhận thứ có mấy cậu là rào được thôi. Còn nhớ mấy gì nữ tôi không có cho. Vì nữ người ta đâu có sạch như là mấy ông nam. Dạ. Phải không? Dạ. Đó. Như vậy là mái tóc của bà Tư thì chỉ được phép người đàn ông mới được phép đụng vào thôi. À. Và theo như bà lý giải là trong một lần lâm đồng á thì tóc dựng đứng lên như cột cờ vậy. Hồi xưa đứng là một đống này, đứng cao rồi. Tôi đi xe mà tôi không vậy nè. Cái tôi nói thầy mẹ ơi làm sao chứ tóc con về đi xe ngồi với thùng xe không à. Con không có lên trên ngồi được. Thôi giờ làm sao. Thì cái giá cầu xin về cái này ngã nằm xuống rồi con. Cầu. Chứ không có gì hết á. Bà Tư, bà Năm là ăn chay là năm nay là bao nhiêu năm rồi? Ăn hồi gái tôi mới có 6 tuổi tới giờ nó là 50 rồi. Bà Năm là chỉ sống một mình thôi. Có đứa cháu đó, ở đi học đó. Học mới về, sống rồi có nó hủ hủy vậy đó. Có gì nó kêu rồi. Nhưng mà con thấy ở đây á, bà thờ phụng á thì con thấy thờ cũng nhiều. Mình này là mình tu tập theo hướng nào hả bà? Này là hướng về mẫu. Dạ. Cha hoàng mẹ mẫu. Mười phương chư Phật. Nhưng mà mình nói Phật nào mình cũng thờ hết. Mình không có... Bởi vì con thấy có Thiên Nhãn, tức là của đạo Cao Đài. Của thầy. Dạ, rồi có Đức Bổn Sư Thích Ca nữa. Rồi mẹ. Rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ nữa ha. Dạ. Mình tam giáo nguyên nguyên cũng chi hợp nhất mà. Mình cũng chi hợp nhất. Dạ. Phái nào mình cũng thờ Phật chỉ có sánh tiên đó, vậy đó. Dạ. Chứ không có bỏ ai, không bỏ ông nào, bà nào hết. Dạ. Mày đâu mi? Còn di ảnh ở dưới đây thì chắc là của người thân trong gia đình. Bà thân. Dạ. Bà ơi, hồi tao chết mẹ, tao theo mày, tao không theo ai. Thôi vậy mình thờ quá đi. Dạ. Cũng xin phép ở trên cho bà ngồi dưới. Rất là nhiều như vậy thì cách tu tập của mình đó là như thế nào bà? Mình có cầu nguyện hay là mình ăn chay, mình như thế nào? Cái cách hành trì tu tập của mình như thế không, nào? Mình phải cầu nguyện, cúng cũng cầu nguyện, trao bằng mẹ mẫu, mười phương chư Phật. Đó. Hàng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Dạ. Phật chú có thanh thiên mà, ai mình cũng thờ, không bỏ ai hết đó. Rồi mình cầu nguyện như vậy, mình có kinh hay là có gì không bà? Mình kinh. Có đọc kinh hay là... Đọc kinh ở đây nhà cúng cầu nguyện không? Dạ. Còn qua chùa còn mới là có kinh đọc. Chùa bên Nhã Ban đốc á, khỏi nhà bà Tư tóc dài bà. Dạ. Dạ. Như vậy thì khi mà nóng như vậy, mồ hôi chảy ra thì bà Năm có tắm hay là... Tắm. Nhưng mà phần tóc dưới này thì sao? Không đụng. Không có ướt. Không cho đụng hay không, là... Không đụng. Nên là mồ hôi trên này chảy xuống không là... Chảy xuống ướt áo ướt rồi hết trơn nè. Đúng rồi. Vậy tóc con cậu thấy. Vậy thì khi bà tắm thì búi tóc này sẽ phải như thế nào? Bật lên. Dạ.
hoặc lên trước là cho cái ông này làm trước. Dạ, dạ, còn lại được rồi. Xem đi, xem cho đàng hoàng lấy về. Người ta hỏi là phải xuống dưới coi tóc mà tóc bằng sao rồi. Về không biết được trả lời nữa. Bà dễ thương quá. Thấy không? Cái con rắn nào quay lại cho tụi con coi á. À. Cái việc này thì tóc những nó có rụng với ông bà Năm? Không. Không hả? Chừng nào ở trên cho không cho thôi à. Dạ. Yeah. Khi cho tới ngày mình mà lâm chung á, thì chắc là thầy cắt để lại, thầy yeah. cắt ra riêng. Chứ không để nhiễm cái đó vô, nhiễm cái đó vô trong cái nước dơ á. Dạ. Yeah. Thành cái bản thân mình nó vô đây. Dạ. Thôi được rồi, bà quấn lại được rồi. Dạ. Dạ. Mấy cậu ăn uống gì chưa vậy? Dạ, dạ rồi. Ăn cơm mà chua rồi. Cái tóc này nè bà Năm, khi mà bà đi mưa thì tóc này nó có bị ướt không? Mà có mưa vô. Chứ ướt thì về biết chừng nào phơi cho khô. Dạ. Nãy giờ thì chưa có xem cái phần gốc ở bên đây của mấy tóc của bà. À, đây là dạ. sao trước nè. Nè, coi nè. Dạ, đó. Hai màu nó khác nhau ha bà? Ở trên này thì nó bạc, còn ở trên dưới này thì nó đen à, đen quyền à. Đâu cho tới dưới đây. Làm sao mấy cậu rồi tín ngưỡng được. Dạ. À, ở đây cũng muốn lo này nè, nó tém nè. À, cái nhà của bà Năm đang ở là ai cất cho bà Năm? À, nhà hồi đó thằng cháu cất, ở thằng cháu thành phố về nó cất cho. Rồi nó bằng vách đá, vách ấy rồi đó. Rồi hỏi mấy hai ông đi xuống chụp hình ra. Thấy vậy rồi cho như đây nè. Cái bà đó ở nước gì á. Bà nghe bà nói đâu cho tụi cưng tụi quay phim đi coi. Cho chị coi đây rồi chị lì xì bà. Ông bà làm cái nhà. Làm phút đây đây nè. 10 triệu bà hết rồi. Tôi sợ coi dữ vậy sao. Mà chưa có tâu á. Chứ phải tâu rồi con đỡ. À, ăn uống thì bà Năm... chi phí ăn uống thì sao bà Năm? Mua gạo ăn. Mua đồ ăn còn không có ai ăn nữa, muối ớt nước tương cũng yeah. xong rồi. Hôm bệnh quá đó là họ bệnh gì đó yeah. họ đi tôi ăn nước tương không. Cái bà này bà khôn có ăn nước tương mà không bệnh. Tôi nói ai ăn thịt con cá chi. Bà Năm ơi, thì hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho chị Giáng Thu á. Dạ. Ở Mỹ á thì gửi cho bà Năm 2 triệu ha. Dạ, mua hoạt. Để cho bà Năm sinh hoạt hàng ngày. Dạ, có đôi đây tôi cũng tạ ơn công đức cái cô đó. Dạ, chị Giáng Thu thì mãn phần rồi. Vậy ha. Dạ, nhưng mà người thân của chị Giáng Thu muốn coi như là ăn công đức cho chị. Hồi hướng công đức đó cho chị. Hồi hướng công đức về tên họ đi, chú lên tôi cầu nguyện. Chị đó tên là chị Giáng Thu. Tên Giáng Thu bao nhiêu tuổi vậy? 6 à? 36. 36 hả? Dạ. Bây giờ anh tuổi với bà thế nào, tôi cũng cầu nguyện giờ. Cứ hai ai mà ấy hay mất rồi, thì lại đây nói là tôi cũng cầu nguyện. Dạ. Hồi hướng cho người ta. Dạ. Cho người ta được cái dâm linh, người ta được cái chiêu. Dạ. Ta về coi trên. Dạ. Cũng cầu chúc mấy cậu nha, giờ được về, được làm việc sự như ý nha. Dạ. Gia đình được tay qua ăn khỏi tật bệnh chiêu trừ, mừng gì cũng được ngay ha. Dạ, mong bà nhiều sức khỏe nha. Giờ bà buộc cái dây này lại luôn á hả? Dạ, buộc á. Rồi bà buộc lại luôn đi. Thôi coi hả, cậu chơi về ai biết. Bà buộc lại đi cho nó khỏe bà Năm. Đây nó đầu kêu ngay nước uống kìa. Dạ. Đi ơi. Dạ rồi, thôi tụi con cũng xin kết thúc video ở đây. Dạ. Dạ, cũng chúc bà là thiệt là nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. Dạ. Cái gì cũng không bằng cái sức khỏe hết. Dạ. Sức khỏe là vàng.